Thân chào các em học sinh khối 8. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau tiếp tục tiết học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Hôm nay cô trò chúng ta cùng đến với tuần 5 tiết 18-19 đi vào tìm hiểu văn bản cô bé bán diêm. Mức độ cần đạt ở tiết học này, chúng ta biết đọc hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện. Chúng ta thông qua tác phẩm thấy được biểu hiện của tinh thần nhân đạo, tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Andersen qua một tác phẩm tiêu biểu. Về trọng tâm kiến thức kỹ năng, về kiến thức, bước đầu hiểu biết về người kể chuyện cổ tích Andersen, nghệ thuật kể chuyện, cách tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm, lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh, kỹ năng đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm, phân tích được một số hình ảnh tương phản, đối lập, đặt gần nhau, làm nổi bật nhau, phát biểu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện, thái độ, chúng ta có lòng cảm thông đối với những nỗi bất hạnh của con người, đặc biệt thông qua đó biết yêu thương mọi người. Năng lực phát triển, các năng lực chung, năng lực hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tư duy sáng tạo. Các năng lực chuyên biệt, năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lý thông tin, năng lực tiếp nhận văn bản, năng lực cảm thụ thẩm mỹ. Tiết 18-19 văn bản cô bé bán diêm trích của tác giả Andersen. Các em thân mến, Andersen là người viết truyện kể cho trẻ em nổi tiếng thế giới. Ông là nhà văn người Đan Mạch sống và viết trong thế kỷ 19. Bạn đọc khắp năm châu đã rất quen thuộc với các tác phẩm của ông như Nàng tiên cá, Bầy chim thiên nga, Bộ quần áo mới của hoàng đế và câu chuyện Cô bé bán diêm. Truyện của Andersen nhẹ nhàng, trong trẻo, toát lên lòng yêu thương con người, nhất là đối với những con người nghèo khổ. Các tác phẩm của ông thể hiện niềm tin, khát vọng vào những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này sẽ thuộc về con người. Tác phẩm trích truyện Cô bé bán diêm, thể loại truyện cổ tích, truyện Andersen, phương thức biểu đạt, tự sự kết hợp, miêu tả, biểu cảm. Ngôi kể, ngôi thứ ba. Bố cục gồm 3 phần như sau. Phần thứ nhất, từ đầu đến cứng đờ ra, hoàn cảnh sống của em bé bán diêm. Phần 2, từ tiếp theo đến chầu thượng đế, những mộng tưởng của cô bé. Phần 3 còn lại, cái chết của cô bé. Phần từ khó các em sẽ xem ở sách giáo khoa trang 67. Sau đây, cô trò chúng ta cùng đi vào phần đọc tìm hiểu văn bản. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đoạn văn ngắn. Các đoạn còn lại các em về nhà tự đọc nhé. Bây giờ các em cùng mở sách giáo khoa trang 64 nè. Văn bản cô bé bán diêm trích Andersen. Đêm giao thừa, trời rét mướt, một cô bé bán diêm nhà nghèo, mồ côi mẹ, đầu trần, chân đất, bụng đói, đang dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày em không bán được bao diêm nào. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn, và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà. Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến, cướp bà em đi mất. Gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rút trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa. Em ngồi nép trong một góc tường giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào chút ít. Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn. Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được.
ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về, nhất định là cha em sẽ đánh em. Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi, cha con em ở trên gác sát mái nhà, và mặc dầu đã nhét rẻ sách vào các kẽ hở lớn trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra. Như vậy, các em thấy, ngay từ những đoạn đầu, tác phẩm Cô bé bán diêm đã đưa cho chúng ta về với khung cảnh giá rét ở Đan Mạch, Bắc Âu, vào đêm giao thừa cách chúng ta 100 năm. Chúng ta cùng tìm hiểu nhân vật em bé bán diêm đêm giao thừa. Chúng ta thấy ở phần đầu hoàn cảnh của em bé rất đáng thương. Em bé nhà nghèo, mất bà, mồ côi mẹ, ở với cha, luôn bị mắng nhiếc, chửi rủa, bị bắt đi mưu sinh. Hoàn cảnh bất hạnh này đã giúp chúng ta thấy được cô bé bán diêm rất thiếu thốn tình thương. Ở đây chúng ta thấy hoàn cảnh của em hết sức bất hạnh, và chúng ta càng cảm thương hơn bối cảnh đặc biệt của em. Khi đêm giao thừa sáng rực, xung quanh sực nước mùi ngỗng quay, còn em đầu trần, chân đất, ngồi nép trong một góc tường. Em thu đôi chân, mỗi lúc càng rét buốt. Em không thể nào về nhà được, vì em chưa bán được bao diêm nào. Về nhà chắc chắn sẽ bị cha mắng. Ở đây chúng ta thấy tác giả đã dùng nghệ thuật tương phản đối lập để làm nổi bật hoàn cảnh đáng thương của cô bé, gợi niềm thương cảm cho bạn đọc. Những hoàn cảnh tương phản đối lập chúng ta có thể kể ra đó là: trời đông lạnh giá, tuyết rơi đầy, cô bé đầu trần chân đất. Trời tối đen, cửa sổ mọi nhà rực sáng, cô bé bụng đói rét run. Khắp cả phố lại sực nức mùi ngỗng quay. Cô bé nhớ lại ngôi nhà đẹp đẽ xinh xắn, có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã được sống một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc xưa kia. Và thực tế một xó tối tăm lạnh lẽo. Như vậy, qua những hình ảnh tương phản đối lập này, chúng ta càng thấy nổi bật lên tình cảnh hết sức tội nghiệp của cô bé trong đêm giao thừa. Các em ạ, không chỉ có nhân vật cô bé bán diêm trong câu chuyện của Andersen, mà trên thực tế chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ tội nghiệp. Các em tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng đã phải sớm vất vả mưu sinh giữa dòng đời tấp nập. Nếu chúng ta đi qua những con phố, những cung đường và bắt gặp những hình ảnh này, chúng ta sẽ làm gì? Cô nghĩ trong điều kiện của mình, mỗi chúng ta đều có thể bảo vệ, che chở, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ cho những đứa trẻ đáng thương và bất hạnh này các em nhé. Chúng ta cùng đến với những mộng tưởng của cô bé. Từ phần tiếp theo đến, họ đã về chầu Thượng Đế. Như vậy trong đêm giao thừa, cô bé đã trải qua 5 lần quẹt diêm. Các mộng tưởng của em từ 5 lần quẹt diêm cũng diễn ra lần lượt theo thứ tự hợp lý, phù hợp với tâm lý tuổi thơ và hoàn cảnh thực tế. Lần quẹt diêm thứ nhất, em tưởng ngồi trước bếp lò sưởi, cảm nhận được hơi nóng dịu dàng của nó. Em mong ước được sưởi ấm vì em rất rét. Lần quẹt diêm thứ hai, em đang bị cái đói hành hạ,
nên em đã mơ tưởng đến bàn ăn được dọn sẵn, có cả con ngỗng quay. Lần quạt chim thứ ba, em thấy hiện ra cây thông Noel sáng rực, lấp lánh. Đó là mong ước được vui chơi, được sống với thời tuổi thơ đẹp đẽ. Lần quạt chim thứ tư, em mơ thấy bà mỉm cười, hạnh phúc khi được đi với bà. Em mong được che chở, được yêu thương. Lần quạt chim thứ năm, em cảm nhận bà to lớn, đẹp đẽ. Bà mang em bay lên cao mãi, cao mãi. Mong ước thoát khỏi đói rét, đau khổ của chốn trần gian tăm tối. Ở đây, nghệ thuật liệt kê cùng với sự tưởng tượng bay bổng đã khắc họa rõ cho chúng ta hình ảnh cô bé luôn khao khát cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được yêu thương, được che chở. Các em ạ, mộng tưởng bao giờ cũng tươi đẹp, nhưng thực tế thì luôn phũ phàng. Và khi diêm tắt, ở lần thứ nhất, lò sưởi biến mất, em nhớ đến sự quở mắng của cha và sợ hãi vì bản thân chưa bán được bao diêm nào. Ở lần quẹt diêm thứ hai, chỉ còn bức tường tăm tối, lạnh lẽo, vắng teo, rét buốt. Lần quạt chim thứ ba, cây thông Noel biến mất. Tất cả những ngọn nến đã bay cao, những ngôi sao trên bầu trời vắng lặng. Lần quạt chim thứ tư, thứ năm, ảo ảnh rực sáng biến mất và em bé đã chết. Thực tế đen tối, đau xót đã phủ phàng dập tắt những ước mơ nhỏ bé và chính đáng của em, mang theo những mộng tưởng của em bay cao, bay xa mãi. Chúng ta cùng nhau qua phần 3, tìm hiểu về cái chết của cô bé. Các em thấy, bằng tất cả sự yêu thương, cảm thông và đau xót, tác giả đã miêu tả hình ảnh cái chết của cô bé bán diêm rất đẹp. Em nằm đó, đôi má hồng, đôi môi đang mỉm cười, xung quanh là những que diêm đã quẹt hết, trơ bao. Cái chết của em không hề bi lụy, mà đó là sự ra đi của một người toại nguyện. Và em thấy tác giả cũng lý giải về cái chết của em. Sự giá rét của đêm giao thừa, sự vô cảm của người cha, và đặc biệt là của những người qua lại trên phố, đã giết chết em. Thông qua đó, Andersen đã phê phán xã hội thờ ơ, vô cảm, và gửi đến cho chúng ta một thông điệp giàu tính nhân đạo. Ông phê phán cả xã hội vô tâm, ích kỷ trước cái chết của em bé mồ côi. Bên cạnh đó, luôn nhắc nhở mọi người phải quan tâm và yêu thương trẻ em nhiều hơn, để những đứa trẻ luôn sống trong tình yêu thương gia đình. Sau đây chúng ta cùng đến với ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 68. Chúng ta thấy, bằng nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng, với các tình tiết diễn biến hợp lý, tác phẩm Cô bé bán diêm của Andersen đã truyền cho chúng ta lòng thương cảm sâu sắc đối với một em bé bất hạnh. Truyện khép lại với một thông điệp hết sức nhân văn, đó là chỉ có tình yêu thương mới là phép màu kỳ diệu nhất. Tình yêu thương mới là đêm giao thừa ấm áp hạnh phúc nhất. Chỉ có tình yêu thương mới là nơi ngọn lửa không bao giờ tắt. Và trong dòng cảm xúc đó, nhà thơ Sasika Nguyễn Việt Nam đã viết những dòng thơ đầy xúc cảm như sau. Nhìn cuộc sống muôn màu vạn vẻ, giữa chợ đời con trẻ lầm than, sầu đông vạn mối cơ hàng, lòng đau dạ xót chứa chan dạ buồn. Nơi cuối bể em luôn tha thiết, chẳng gia đình giờ biết làm sao. Áo phong rách cũ phai màu, đông chiều giá rét lòng đau đớn lòng. Em mong được một vòng tay ấm, có cha yêu mẹ ẩm vui đùa. Ngóng bình minh sáng say sưa, tay cầm trong trống gió lùa thổi quay. Bỗng phút chốc buồn cay khóe mắt, giấc mơ hồng vụt tắt còn đâu. Bước chân lẳng lặng âu sầu, thương em khóc tội dòng châu lệ nhòa.
Bài thơ thật hay phải không các em? Sau đây chúng ta cùng đến phần luyện tập và phần hướng dẫn về nhà. Các em đọc lại văn bản, học ghi nhớ, viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật cô bé bán diêm trong tác phẩm. Ở phần kiểm tra đánh giá quá trình tự học, chúng ta có 3 câu hỏi. 1. Em thấy truyện của Andersen có hay và cảm động không? Ngoài tác phẩm cô bé bán diêm ra, em còn biết thêm những câu chuyện nào nữa của nhà văn? Em hãy chỉ ra tấm lòng nhân đạo của tác giả được thể hiện qua câu chuyện như thế nào. Viết đoạn văn ngắn 7 đến 9 câu, nêu cảm nhận của em về nhân vật cô bé bán diêm trong tác phẩm. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô thân ái chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.